Cô chào các con, hôm nay cô sẽ dạy các con môn toán bài cộng các số tròn trục. Các con chú ý quan sát nha. Trên màn hình, mỗi bó que có một chục que tính. Vậy, ba bó que có bao nhiêu que tính? Đúng rồi, có ba chục que tính và ta viết ba chục là 30. 30 gồm có 30 và 0 đơn vị. Hàng dưới có 2 bó que, vậy ta có 20 que tính. 20 được viết là 20. 20 gồm 20 và 0 đơn vị. Vậy có tất cả bao nhiêu que? Ta sẽ thực hiện như thế nào? Đúng rồi, ta sẽ lấy 30 cộng 20 bằng 50. Và bây giờ cô sẽ dạy các con cách thực hiện phép tính. Viết 30 ở hàng trên. Viết số 20 ở hàng dưới sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Viết dấu cộng, kẻ dấu gạch ngang và bắt đầu thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Như vậy, 30 cộng 20 bằng 50. Bây giờ cô sẽ thực hiện một lần nữa. Các con xem lại nha. Muốn thực hiện phép tính dọc 30 cộng 20, đầu tiên ta viết số 30 ở hàng trên, 20 ở hàng dưới, sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Viết dấu cộng ở giữa, kẻ dấu gạch ngang, và ta bắt đầu thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu ở hàng đơn vị. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Như vậy, ta có 30 cộng 20 bằng 50. Các con đã nắm được bài chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành qua bài tập sau đây. Khi thực hiện, các con nhớ vừa thực hiện vừa đọc to lên phép tính để mình ghi nhớ. Cô ví dụ đối với bài đầu tiên, chúng ta vừa viết và chúng ta vừa nói 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. Các con tự thực hiện lại hai bài ở bên cạnh nha. Các con tiếp tục thực hiện những phép tính sau. Các con nhớ khi thực hiện các phép tính dạng này thì ta cần thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái và viết các số ở mỗi hàng phải thẳng cột với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng các số tròn trục theo hàng ngang. Đối với hàng ngang thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách đơn giản như sau. Các con sẽ nhẩm 20 còn gọi là 20,
30 còn gọi là 30. Vậy 20 cộng 30 bằng mấy chục? Chúng ta sẽ dễ dàng tính nhẩm được 20 cộng 30 bằng 50. 50 cũng chính là 50 đó. Vậy ta sẽ có kết quả 20 cộng 30 bằng 50. Các bạn có hiểu bài không? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kiến thức đó để chúng ta tính nhẩm các bài sau nha. Cô ví dụ đối với bài đầu tiên 50 cộng 10 thì các bạn sẽ tính nhẩm 50 còn gọi là 50, 10 còn gọi là 10. Vậy 50 cộng 10 bằng 60. 60 ta viết là 60. Các bạn tiếp tục thực hiện đối với những bài còn lại. Rồi, các bạn thực hiện xong rồi ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài toán số 3. Bài toán số 3 là dạng toán có lời văn. Ở các tiết học trước, cô cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đối với bài toán có lời văn, đầu tiên chúng ta phải đi tìm hiểu về đề bài, xem đề bài cho mình biết điều gì, hỏi mình điều gì. Thì giờ các con cùng với cô tìm hiểu bài toán này nha. Thùng thứ nhất đựng 30 gói bánh, thùng thứ hai đựng 20 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu bài toán cho mình biết điều gì. Các con nhìn xem nha. Bài toán cho mình biết: thùng thứ nhất đựng 30 gói bánh, thùng thứ hai đựng 20 gói bánh. Và bài toán hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh. Các bạn nắm được chưa? Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang phần tóm tắt. Tóm tắt là mình rút gọn lại bài toán cho mình dễ hiểu hơn. Thùng thứ nhất đựng bao nhiêu gói bánh? Thùng thứ nhất đựng 30 gói bánh. Thùng thứ hai đựng 20 gói bánh. Và câu hỏi đặt ra là cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Sau khi đã tóm tắt đề bài thì cô mời các con bước qua phần bài giải. Cô nhắc lại kiến thức cũ. Muốn giải bài toán có lời văn, các bạn phải nhớ là thực hiện 3 phần. Phần thứ nhất là lời giải, phần thứ hai là phép tính, và phần thứ ba là đáp số. Muốn làm được lời giải, cô nhắc các con nhìn kỹ vào phần câu hỏi. Muốn xác định được lời giải trong câu hỏi này, các con nhớ cái mẹo mà cô dạy cho con nha. Con sẽ bỏ chữ hỏi và con bỏ chữ bao nhiêu. Thì phần lời giải nó sẽ nằm giữa hai chữ này. Còn đứng sau từ bao nhiêu đó là gói bánh, thì đây chính là phần đơn vị của phép tính này. Nên các con đóng ngoặc lại để một lát mình sẽ ghi phần đơn vị sau. Bây giờ mình xác định lời giải của bài toán này nha. Bài toán này có lời giải là cả hai thùng đựng là. Lưu ý lời giải phải thêm chữ là đứng cuối nha con. Phần thứ hai chúng ta bước qua phần phép tính. Câu hỏi đặt ra cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh, thì các con sẽ thực hiện phép tính. Cộng 30 cộng 20 bằng 50 gói bánh. Các bạn nhớ là đơn vị gói bánh này mình phải đặt dấu ngoặc vào nha con.
Tiếp theo, phần thứ ba đó là đáp số. Đáp số 50 gói bánh. Ở phần đáp số, đơn vị gói bánh các bạn không cần đóng dấu mặt vào. Cô vừa mới hướng dẫn cho con thực hiện giải toán có lời văn ở bài thứ 3. Và bây giờ, cô sẽ thưởng cho các con qua bài học này bằng một trò chơi. Trò chơi này có tên là ai giỏi sẽ được quả. Khi các con lật ra cái quả này, cô ví dụ cô lật ra quả cam, thì ở phía dưới quả cam có một phép tính. Nếu các con trả lời đúng câu hỏi của phép tính này, thì các con sẽ được những cái quả đó. Và cuối trò chơi, ai hái được nhiều quả thì người đó sẽ chiến thắng nha các bạn. Bây giờ cô sẽ lật cho các con nha. Rồi một lát mình tổng kết lại coi bạn nào đã được hái được bao nhiêu quả. Rồi, cô đã mở phép tính ra hết rồi. Cô chúc mừng các con đã hái được những cái quả nha. Rồi, bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô dặn các con là phải ôn lại bài và nhờ ba mẹ cho con nhiều phép tính, nhiều bài toán có lời văn để các con ôn tập thêm ở nhà. Và cô chào các con, cô hẹn gặp lại các con trong tiết học sau nhé.